FC Hải Dương. Chúng ta cùng dành một tràng tay đồng nhiệt để chào đón. Xin mời. Xin được trân trọng cảm ơn rất nhiều những tình cảm và chào tay của toàn thể quý vị đã dành cho vũ điệu Paso tuyệt vời câu lạc bộ khiêu vũ FBC Hải Dương.